Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nắng Solar. Thì trước mặt anh em đây, mình vừa mới làm xong cái hệ thống hai rig lưu trữ với máy lắc power phiên bản cao cấp. Đó, phiên bản cao cấp và chạy với pin SVE có giao tiếp. Toàn là hàng cao cấp, toàn là hàng xịn không anh em ạ. Đó. Thì hiện tại mình vừa lắp xong cái hệ thống này. Với máy lắc power cao cấp đầu vào mắc PB của máy là được 8 kW, thì hiện tại nhà đây đang lắp 7.7 kW, thì 7.7 kW thì bình quân một ngày thì sẽ sản sinh được lượng điện là 28 đến 30 số, mình đang tính bình quân 30 số điện. Thì cái lượng điện dư ban ngày mà ra tải sử dụng mà mình không dùng hết thì mình lưu lại điện vào trong cái bình lưu trữ SVE đây. Đây là bình lưu trữ SVE dung lượng lưu trữ 5.200 Wh, không phải, cái bình này 5.100 Wh nha, dung lượng lưu trữ là 5.100 Wh. Ví dụ như một ngày hệ thống sản sinh dàn PV sản sinh được 30 số điện đi, thì cái tải sử dụng của mình ấy dùng hết khoảng 25 số, thì còn 5 số điện còn lại thì mình sẽ lưu vào trong cái bình lưu trữ này, bình lithium lưu trữ Li-Fe PO4. Đó. Với dung lượng là 48V 50Ah, dung lượng lưu trữ là 5.1 kW. Đó, thì ban ngày mình dùng 25 số điện thì mình sẽ ban ngày sản sinh ra 30 số, mình dùng 25 số, còn 5 số mình sẽ lưu lại vào bình và mình lấy ra và mình xả vào ban đêm khi mình dùng. Xả ban đêm thì mình sẽ xả song song với lưới. Xả song song với lưới thì mình hiện tại mình đang cho xả 60% dung lượng bình, thì bình quân ban đêm mình sẽ cho xả khoảng 3 số điện nha mọi người. 3 số điện, khi mất lưới thì mình sẽ xả hết 80% dung lượng bình anh em, để đảm bảo cái thời gian dung lượng khi mà mình mất điện thì mình xả điện khi mất lưới. Đấy, với cái hệ thống hai rig như thế này thì cái lượng PV sẽ ưu tiên ra tải và tải sẽ ưu tiên ra tải và lượng điện thừa sẽ ưu tiên sạc vào bình. Sạc vào bình và mình có công tơ hai chiều, mình sẽ có thể đẩy điện lên lưới. Đó. Và còn trong những cái trường hợp mà nhà anh em mà khi mà trường hợp mất điện thì mình máy sẽ trực tiếp chạy từ nguồn từ PV và pin lưu trữ lên để không gián đoạn hệ thống điện nhà mình. Đó, ví dụ như hiện tại bây giờ mình sẽ test trường hợp khi mất điện này, mình cắt mất lưới này. Điện nhà đang nha mọi người. Cắt mất lưới này. Đó, ATS chuyển sang nguồn backup dự phòng. Bypass điện từ bình lưu trữ lên. Từ bình lưu trữ lên để nuôi ra cái tải sử dụng nhà mình. Thì như thế thì sẽ không bị gián đoạn gì cả. Trong trường hợp khi mình mất điện, tất cả tải sử dụng nhà mình đều ổn định hết. Bây giờ mình sẽ bật lại. Khi có điện lưới trở lại này. Đó, lại có điện trở lại. Đó. Thì với cái hệ thống như này thì sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta. Ví dụ trong trường hợp mà anh em chưa có đăng ký công tơ hai chiều thì mình có thể lắp một cái hệ hai rig như thế này. Lượng điện thừa nuôi ra tải, dư sạc bình, thừa thì triệt tiêu luôn trong máy. Sau đăng ký công tơ hai chiều, mở chức năng đẩy điện bán điện lên lưới. Đó, thì hiện tại bây giờ ở đây thì mình cũng có ở trên máy, thì mình ở với cái hệ gia đình khách hàng này của mình thì mình đã cài chức năng đẩy điện lên lưới. Khi có điện thì mình sẽ bật chức năng Fit in Rig Enable lên. Enable. Đó, hiện tại mình đang enable đẩy điện lên lưới là 70% điện lên lưới. Đó, khi mình có công tơ hai chiều mà anh em không có công tơ hai chiều thì mình tắt chức năng đẩy điện lên lưới đi. Đó. Nó rất là smart và giám sát được từ xa và cài đặt các thông số được từ xa để mình sử dụng. Đó, thì mình vừa cắt điện lưới thì nó chưa kịp note lại để kết nối lại wifi với gia đình một chút. Đó. Đấy, thì mình vừa giới thiệu qua cái hệ thống hai rig 5 kW. Đó. Pin lưu trữ SVE có giao tiếp. Máy này bên mình bảo hành 5 năm. Pin lưu trữ SVE bảo hành 5 năm. Pin lưu trữ SVE bảo hành 5 năm với 4.500 lần cycle sạc xả, chu kỳ sạc xả. Đó, với 4.500 lần chu kỳ sạc xả thì cái pin lưu trữ lithium Li-Fe PO4 này theo như bên mình khuyến cáo và cài đặt dòng sạc là 20A cho bình
và dòng xả cũng chỉ 20A. Đó. Thì bình nó sẽ rất là bền và sử dụng rất là ổn định. Mình có thể sử dụng lên đến 15 năm đối với cái bình lithium này. Lithium PO4 này. Đó, có giao tiếp. Thì trên cái mình giới thiệu qua cái bình này, trên cái bình này có giao tiếp thì sẽ hiện bình này là bình 16 cell 100Ah này. 16 cell 100Ah dung lượng này. Bên trên mình sẽ báo điện áp vôn này. Điện áp vôn này, SOC phần trăm này. Đó, dòng sạc, dòng xả hiện tại mình đang cho sạc AC. Đây, hiện tại đây thì bình SVE này, 100Ah này thì có tổng cộng 16 cell, thì mình sẽ xem tất cả điện áp trên từng cell một. Đó. Điện áp trên từng cell thì là 3.2V 61 này. Đó, thì điện áp cell mình xem có cân bằng hay không. Đó. Thì cái với cái phần trăm SOC trên này là 18%. Đó, dòng sạc từ điện áp hiện tại là 51.2V thì nó sẽ tích hợp trên con máy này. Máy lắc power. Thì cái SOC sẽ hiển thị ở trên đây luôn. Đó, đồng bộ 100%. Thì mình sẽ theo dõi rất là dễ. Đó. Battery info. Đó, SOC là 52V 19% này, hiện tại đang 19% này. Đó. Thì dưới đây thì nó hiển thị là 19%, 52.2V nha mọi người. Đó. Và trên cái data này thì nó sẽ hiển thị hoàn toàn như thế. Trên cái data và cái trên những cái thông tin ở trên đây. Đó, thì nó cũng sẽ hiển thị tất cả các cái ngưỡng điện áp các cái ngưỡng điện áp và thông số ở trên đây. Đây, thì ở trên đây thì mình sẽ hiển thị thấy ở trên phía bình này, dung lượng bình 18% này, thấy PV này, charge này, đang sạc này, sạc 1061W này, đó, điện áp AC này, tần số này, đó, các cái lần chu kỳ sạc xả này, đó, công suất, đó, thì mình sẽ giám sát được hết trên điện thoại, đó. Đó. Đây là cái hệ thống mình vừa mới thi công xong. Rồi thì như ở đây thì cái hệ mình vừa thi công xong. Thì như ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4 này. Đó, hôm qua tối hôm qua mình thi công xong là ngày 24 tháng 4, thì hôm nay ngày 25 tháng 4 thì mình giám sát thêm cái hệ thống của mình. Thì như hiện tại như một cái ngày hôm nay thì cái dàn PV của mình hiện tại vào buổi tối rồi, PV đang mất rồi mình. Mất rồi nha mọi người. Thì cái dàn PV hiện tại ngày hôm nay là tổng sản sinh ra là được 25,1 số kWh này, 25,1 số điện này. Đó, và cái tổng tải sử dụng của gia đình mình ấy ngày hôm nay mọi người thấy không, ở chỗ này này là 18 kWh, tức là tính đến thời điểm bây giờ đang là 8:43 đêm nhá, là tức là 20:43 đêm thì là cái tải sử dụng là đã dùng được 18 số kWh trên ngày. Dàn PV sản sinh được 25 số điện. Thì với cái thời lượng như hiện tại thì cái dàn PV thì cái dàn PV này đang không có nắng nên đã dừng hoạt động rồi. Thì lượng điện ban ngày thì dàn PV sẽ ưu tiên đi ra tải sử dụng của gia đình mình. Đó. Và tải sử dụng gia đình mình không sử dụng công suất bằng cái công suất dàn PV thì nó sẽ sạc vào lưu điện là vào cái bình này nha mọi người. Lưu điện vào bình này, khi bình lưu điện đầy rồi thì lúc đó nó sẽ bán điện lên lưới. Bán điện lên lưới qua EVN, thì cái hộ gia đình này có lắp công tơ hai chiều nên là mình mở chức năng đẩy điện lên lưới. Đó, đẩy điện lưới. Và đó khi vào ban đêm nha mọi người, cái tải này hoàn toàn đang có lưới nhá, nhưng mà không bù lưới một chút nào. Khi vào ban đêm thì mình đang cho xả cái pin lưu trữ 48V 100Ah có giao tiếp với con lắc power này. Đó, thì mình cho có giao tiếp thì mình cho dòng xả 20A lên quanh khoảng 1001W, tức là xả trên lưới 1,1 ký điện trên giờ, tức là xả trên lưới.
Đó, thì ví dụ như cái tải nhà mình đây, ví dụ tải nhà mình đang là 263W thì nó sẽ lấy từ bình lên nó nuôi ra tải sử dụng. Ví dụ tải này lên 2000W thì bình này mặc định sẽ là xả 20A thì loanh quanh 1000, thì loanh quanh 1100W đó, thì còn thiếu 8 đến 900W nữa thì lúc nó sẽ bù vào lưới vào nha mọi người. Đấy, mà còn trường hợp khi mà lưới mà mất mất lưới mất hoàn toàn lưới đuôi, nó sẽ chuyển sang cổng backup đây để máy chạy. Cổng backup chạy thì sẽ chạy mắc theo cái tải sử dụng của mình, xả đến 80% dung lượng bình lưu trữ, mình có thể cho cài đặt xả đến 80 hoặc 90%. Đấy, đây thì đây là một cái hệ thống hai rig lưu trữ, thì lượng điện dư ban ngày mình lưu điện vào bình và mình lấy dùng vào ban đêm đó. Khi tải lớn quá thì mình sẽ bù lưới vào đó, thì có thể đa dạng các chức năng xả điện trên lưới và xả chuyển backup khi mất lưới đó. Thì ở đây có các cái bước cài đặt, thì bên mình sẽ cài đặt và giám sát từ xa. Ví dụ như như ở trên đây thì cái hộ gia đình này đã có công tơ hai chiều, thì cái lượng điện dư thừa ban ngày mình sử dụng, mình nuôi tải tải sử dụng không hết thì sạc bình đầy rồi thì mình có thể mở điện, bán điện lên lưới. Mà trường hợp nhà nó không có công tơ hai chiều thì anh em lại tắt chức năng đẩy điện lên lưới đi, fit in disable là tắt đẩy điện lên lưới đó. Đó. Control set full này, cài đặt thành công này, đây nó có cái dung lượng đầy điện bao nhiêu 100% này, em mà set là mấy anh em mình cài đặt đầy điện lên lưới. Disable là không cho đầy điện lên lưới nha mọi người. Enable thì mình mở lại cài đặt đi. Đó, mở lại cài đặt. Ngày mai thì lượng điện thừa thì ưu tiên nuôi tải tải thừa thì sạc bình thừa nữa đẩy lên lưới. Đấy. Thì ở đây mình sẽ cài cái dòng sạc thì bình thường là pin dung lượng 100Ah, 48 100Ah, thì mình sẽ cho dòng xả là 20A, chắc limit 20A. Đó. Pin này là pin có giao tiếp thì mình cho xả trên lưới là đến xả trên lưới đến 80% dung lượng bình, và xả khi mất lưới là 90% dung lượng khi mất lưới đó. Đó thì đây đây là cái hệ của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của mình. Mọi người có nhu cầu thì tư vấn thì gọi đến hotline của mình xin cảm ơn. Chào tất cả các bạn.